Hi, xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Bảy Đốn TV. Ngày hôm nay mấy đứa quay? 5 đứa quay. 5 đứa hả? Sao đây có 4 vậy? Con khỉ nãy nhức đầu ngủ chỗ ngoài. Nhức để... đầu ngủ hết hả? Dạ. Để con vô kia anh Thân. Ê, đứng lại. Gì? Sao? Rồi, tao cũng có ý tưởng luôn mày. Đúng rồi đấy. Gì nè? Hay ngày hôm nay mình quay clip cho anh Thân khỉ đi. Sao? Biết sao không? Sao vậy Nam? Hổng giờ con đói bụng. Bữa nay con phải tràn ra hết. Cũng hỏi ý kiến của thầy giống tôi nè. Tràn ra ngoài hết luôn hả? Tao cho tràn ra ngoài á. Tôi cũng tức nó nè Nam. Mày tức là mày tức cái gì? Tôi tức giùm thầy Ngọc á. Bị cho anh không làm ngược lại ta. Mà cứ đi về không à. Hình như là hồi bữa cho anh tao là có mày nữa phải không Hiếu? Thì nhớ lộn đó. Bữa đó tôi nghỉ mà. Tôi nghỉ hả? Đúng rồi đúng rồi. Tao nói cho biết ha, bữa nay tao cho anh Thân khỉ, vài bữa tao sẽ cho anh mày. Thì Nam nói thẳng ra vậy hả? Hôm bữa Út ra mấy cái clip cho anh khán giả chửi quá trời. Chửi sao Út? Nói là cho anh ác này kia kia nọ. Yeah, không lẽ nay nghĩ gì nào? Không nghĩ đâu, Út nói là cho mấy anh em mình khán giả vô bình luận là nó ác này ác nọ. Hay bữa nay mình cho anh Út đi. Đúng rồi, có đấy à, tại vì Út người lớn. Giờ cho anh đi, 4 đứa cho anh Út đi, gửi Thân khỉ cho anh. Bây cho mà bây nói ra vậy sao được? Ủa cho đâu? Đúng rồi. Thân khỉ có đây nè, cho anh mới đúng nè. Người lão rồi à, thì cho người ta chửi nhiều bình luận với gì hiểu ơi. Cho anh phải cho anh cho tới nha các bạn. Chứ không có làm lơ lớ được. Quyết định cho anh Thân khỉ phải không? Dạ. Có sự hỗ trợ của Út không? Hay tụi bốn tụi con? Bốn tụi con cũng được. Bốn con cũng được. Mà chịu tội là Út. Sợ Út vô anh Thân nói này nó kia nữa. Các bạn thấy mà cái video này nó hơi quá đáng. Các bạn thông cảm cho mình nha, để mình nói là troll chứ không phải là thật ngoài đời nha các bạn. Mình sẽ troll Thân khỉ như thế nào thì các bạn xem hết cái clip giùm cho mình nha. Rồi, và cái coi cái kết nó như thế nào nha. Và các bạn cũng đừng quên để lại cho một cái bình luận năn nỉ phụ. Rồi trong khi đó không phải là các bạn không đâu. Đây, đây, đó, chịu trách nhiệm. Ok. Để mà đi năn nỉ, đi quay trở lại team đó chứ tặng, không phải giỡn nha các bạn. Tặng cho cái hợp quả là con khỉ cái lời vui liền. Thôi bây giờ không để cho các bạn phải chờ lâu nữa, mấy chú cháu mình lên đường nha, chuẩn bị những cái đạo cụ để mấy chú cháu mình troll Thân khỉ nha các bạn. Thôi đi thôi. Đi thôi. Út giao trọng tâm cho 4 tụi con nha. Trọng tâm đi, tụi con lo được. Anh Thân. Anh Thân. Anh Thân. Anh ơi. Hả? Đi quay nè. Trời ơi, cái gì chảy keo. Ôi quậy vậy. Hôm nay chút đi ruộng rồi cho nên mấy anh em mình quay clip trò chơi đi. Đúng rồi đó. Nếu mà ai thắng là sẽ nhận danh thưởng à. 500k. Đúng vậy. 500k. 500k luôn đó. 500k hả? Đúng rồi. Ủa mà chơi gì 500k mày? Trò chơi. Trò chơi. Anh đi rửa mặt đi rồi đây em con bố ra chơi chơi nè. Phụ biến, phụ biến. Phụ biến, phụ biến. Con bố là gì? Dễ lắm. Ủa? Trời ơi, ngắt chỗ đó sao đau, sao biết được. Ngắt chỗ này nè. Ngắt chỗ này nè. Để em tán anh cái nè. Rồi đau không? Đau. Đau không ơi? Thiệt mày ơi. Chơi trò chơi thì 500k. Cũng được, cũng được. Thì rửa mặt đi. Tôi không chơi, chứ không chơi tụi em lấy giải thưởng à. Dễ. Rồi à, kế hoạch đã được 1% rồi đó. Còn 99% sao nữa. Để anh Thân. Sao rửa mặt xong nè. Họ chơi cái gì? Ủa mày đeo dây chuyền gì mà giống sức chó với mày? Thì nó đó. Thì nó đó. Ê, ý nhầm. Đây là cọng xích heo. Xích heo gì mày? Ê, ý nhầm. Đây là cọng lò tối kéo mấy cái máy cắt á. À, vậy là hôm nay chơi trò chơi kéo nó cắt phải không? Không phải, chơi trò chơi này là... Từ từ, chờ các bạn đi. Rồi, hôm nay làm chú kênh bữa nha. 1, 2, 3, đi. Chào bạn nha. Chào các bạn. Chào mừng bạn đã đến kênh của hai thằng... Cái gì? Không, của anh Xích Chó TV. Nam, kênh ý đúng TV. Thầy Nam, không biết được chơi đi. Rồi, tao nói được chơi luôn nha. Khoan đã. Sao? Tiền đâu đưa tôi coi coi, tôi mới tin chứ. Nè. Ủa? Hơ lộn lộn. Cái gì đây? Cái bên đó là bịch kẹo của thầy Nam ngậm Diêm Hồng á. Đây nè. Thấy không? Hãng đôi tôi rồi. Cái này được. Chào phổ biến lực chơi nè. Nói đi. Mỗi thành viên đều được bị xích ngoài đường. Ừ. Ê khoan đã. Hả? Xích giữa lộ hay là trong mé? Xích ở
trên cầu, ngay trên cầu vậy đó, chạy ngang cho người ta nhìn vô. Ủa, cầu cầu gì? Cầu tiêu hay là cầu đường? Cầu tiêu đó, người ta mắc ta đi ra thấy anh, người ta đi vô làm sao? Ngoài đường. Đúng rồi. Đường hả? Rồi bố Yến tiếp đi. Rồi, thôi để tôi nói tiếp với thầy Nam ơi. Thầy bị viêm họng thì nói nhiều à. Thì anh ngoài đường á, anh còn cứu người ta. Ai mà cứu anh chưa trong vòng 10 phút là anh sẽ thắng. Còn qua 10 phút là anh sẽ thua. Đúng rồi. Nếu mà trong tem á, ai là người được cứu trong thời gian nhanh nhất, người đó sẽ nhận 500k. Đúng rồi, đi thôi. Người ai chơi trước hả? Tôi tặng 500k cho tao đi. Làm gì? Tại tao giao lưu rộng rãi lắm biết không? Đúng rồi, khỉ cái nghe nhiều lắm. Đã nói anh á, 30 chứ phải là Tết. Thì mày đưa 500 ngàn đi. Tại vì cô chú ở đây thương tao lắm. Thì bởi anh cầm 500 ngàn cái người ta đi ngang tao cứu anh kêu ai cứu tôi cho 100 nè, cái người ta lại cứu gì? Dạ ai về trước? Dạ Ý Hà Xanh đi. Ý Hà Xanh hả? Vậy là công bằng. Cũng được, vô. Thôi nhiều ghét bị đi vậy cho công bằng. Ai bằng ai bị lại về trước. Thôi giờ nhiều ghét ở đi cho công bằng. Rồi. Nhiều ghét ở Lại đi. Lại đi, lại đi. Nhắp đi, cái này nhắp. Chuẩn bị tụ nha. Nhiều gà ớt ở. Tụi bay bị gì vậy? Ớt gà nhiều ở. Nhiều gà ớt ở. Rồi, rồi. Ăn cho trước. Rồi, rồi. Đi. Lượm đi. Đi. Để ta lượm nó ra giúp cho. Tao chưa đầu tiên ăn đâu. Chưa. Mới người đầu tiên có chú đó chắc nghe hồi chú đó về chú đó giải cứu tao nè. Không có đâu. Đây là cầu từ thiện, ngày hôm nay mình sẽ cột anh thân vào đây nha. Cầu từ thiện coi. Đầu tiên mình sẽ có một cái vòng vậy. Mình luồn ở đây để có xích vô. Mình kéo. Rồi. Giờ mình sẽ có một cái giò của khỉ. Luồn lại. Rồi mình mới có một cái ổ khóa. Đó. Mình móc vô. Khóa chìa khóa. Vô. Nói chung là vậy là xong á. Ai cứu được thì về. Nói chung bữa khách này cũng dễ anh hơn. Đúng rồi. Có 500k. Ê Hiếu ơi, mày thấy gì sẽ sai không? Đúng rồi. Để lại đi. Cái này dễ quá, cái này không cũng được. Khỉ này khôn quá bạn ơi. Sao mà dễ được? Khỉ hết được cứu rồi. Các bạn là ta cứu rồi. Các bạn ơi, cuộc anh đâu xong cái ha. Tôi cũng đã chạy cho cậu đâu quá đã luôn các bạn ơi. Rồi đưa vợ lên khỉ ơi. Dễ mà. Thì dễ mà. Dạo phải đi. Thôi chưa gì hết, có nhiều tình thương quá. Kẹ à, thôi chú đó rồi đó, hôm nay nhiều người lắm. Họ cũng có người cứu à. Chú đó là không có cứu mày đâu, nhìn mặt mày xấu quá. Không có người khác, có gì đâu không có. Chú đó nói nè. Ủa nãy tao nhớ dưới kia có xí khỉ đâu ra, xảy khỉ đi ta. Thôi không được. Thôi khỉ này giả mà dắt ta bỏ cho mấy ngày. Mày móc ngu quá. Móc sát vô đây nè, mới chắc nè. Ê, không được. Vậy ra. Nó không? Vậy thằng nào? Rồi. Thấy không? Em thương. Rồi. Ai rồi đó, cứ đi. Lại chút đi. Ê. Nói chung là vợ anh thân sẽ đứng đây chiêu chiêu rồi mình đi chơi. Thôi dùm chị phá luôn đi. Đi. Rồi. Lỡ tay hả? Tụi bay chơi, tụi bay giục chìa khóa không vậy? Nghiệp quá. Ờ, còn hên. Rồi. Buổi chiều về người ta đi thăm cuộn dữ lắm. Dễ gì mà ta không ra được. Rồi, tới kìa. Chú ơi, chú con cho 100 ngàn thì chơi nè chú. Chú đây. Cứu con. Em thương thì chú khác thương, có khác thương. Trời ơi, làm cái này cho người ta khỏi thương thân nè. Chú đầy mà hôm nay tình thương gì hết. Quê ghê anh thân ơi. Dừng lại cứu chú Nam. Chú Nam đâu hả? Trời ơi, cho chú cả đời giờ đi luôn. Kêu kìa. Giấu gì xích có được. Con gái nhục. Kêu đi. Không kêu được rồi ơi. Kêu đi. Gái nhục. Chị ơi, cứu anh này nè chị ơi. Anh này bị xích nè. Nè. Chị ơi đâu? Phía này nè. Dạ. À, tôi là ăn trộm. Chú chạy trung ương 11 lần. Tôi là Hân Tầm.
Mày với cái bản này ai cứu tao? Thì khỏi cứu. Anh ơi. Ông sát, trời ơi, đưa cái bản cho tao. Thì đưa nè. Anh Thần ơi, cái hát tôi khỏi cứu, tôi cứu. Anh làm gì xé kìa anh Thần? Anh làm gì á, cái bản đen nè, anh ngon lạnh. Anh nhìn nó kia kìa. Cái bản gì đó? Cái này mới bự nè. Ê, chú kìa, con chú kìa. Rồi chí này người ta không cứu người ta quay mặt bỏ đi luôn. Chết ba, ghi lộn, ghi chậm vác luôn này. Chậm biết sao kêu là chậm vác không? Sao? Thì á, thằng khỉ á, chậm quay chuối của ta. Ghi nó nở đâu, vác lên kêu là chậm vác. Thôi. Ơi. Đây, xích con khúc mà còn ngông nữa. Nè. Thả nào gà đi. Thảm gì, thảm gì? Đang chơi mà. Ôi, trời ơi, cứu mình nha các bạn. Kìa, em đã cứu kìa. Cứu anh em ơi. Lấy giùm cái chìa khóa em. Tiêu. Hello. Trời ơi, vô cứu con chứ còn hello nữa. Anh Thân. Để em cứu cho. Hello. À, được. Hello. Cứu con nghe đã nóng cho qua, anh Hân đó không được một sự chơi chấm nào của khán giả. Hiếu, buông bản ra đi. Coi chừng hờ người ta qua, người ta thấy là giày là ta tưởng thiếu chồng vật đó. Anh Hân. Thầy kìa. Kêu cô cứu kìa anh Hân. Game này hơi căng nha các bạn. Để xíu nữa đi à, mình giải thoát được à. Ê, con hả con, làm gì xích ở đây con? Thì con, anh xích đây hả? Nói với con thầy. Nhà mở ở đây, xích đây làm gì con? Chú ơi. Trời ơi, ai cũng cặp hello luôn á. Kêu lấy giùm chìa khóa mà không ai lấy, hả đó hello. Ai kêu đám cháy chi? Quý cái em không? Thì ra tình cảm của mọi người bấy lâu nay chỉ là giả dối thôi sao? Anh Thân thoát lại lẹ với em. Đúng rồi đó chứ em để đi giờ mỏi chỗ à. Tao thiếu tình thương nè. Giờ mình đi về đi. Mình ăn cơm nước xong rồi ra đây coi anh Thân còn nhớ không? Từ từ hỏi ai? Gọi tụi bay về. Tụi bay về cứu tao. Thì người ta cứu anh. Ờ cái này chơi có quyền đầu hàng không bay? Không. Nam đi. Kỳ vậy. Thắng lộn thua chung. Những lời thốt ra miệng rồi cút không lại được đâu Thân ơi. Để cho game như vậy không sao, em sẽ cho anh một cơ hội. Đây là chìa khóa. Khoan. Cái gì vậy? Ngọc cầm đi. Không chơi chân bất chắc. Không chơi chân bất chắc. Coi chồng tôi á, đôi cho anh Thân cầm cái chìa khóa cái là khỏi đi ngay khỏi về. Đây, anh cũng thấy không? Để giải cứu mày Nam. Giải cứu mày Nam. Ok rồi, đặt chìa khóa ở đây nè. Quay quay nè. Anh tới xưa lại được với em nè. Đi ra tới đây là anh là được. Nè chìa khóa nè. Ê được. Đây nè. Anh Thân có gì bừng bừng rồi tới đó vậy? Xấu mà không nghi ngờ sẽ có lúc bất ngờ. Quậy bơi nha. Nãy giờ chắc còn 3 phút nữa tao thua vậy. Đã 7 phút trôi qua nhưng mà không ai thương hại anh Khỉ. Nên anh Khỉ phải ngồi đây cô đơn một mình. Cô độc, cô lập một mình. Ê, còn 3 phút hả? Ừ. Đừng có đắc ý nha, hồi ngồi 2 tiếng lận. Gì 2 tiếng với mày? Thì nào ai gỡ ra được cho anh thì anh về còn 3 ngày cũng được luôn. Ngồi 10 phút mà nếu có ai thương hại sẽ cộng thêm 10 phút. Ờ, cứu em, cứu bạn. Chú ơi, cứu con. Rồi xong rồi. Trời ơi, chú bán ngủ ba nữa. Rồi thêm cái nữa nè. Rồi thêm cái nữa nè. Chú đi
ngờ sẽ có lúc bất ngờ. Ủa mình vui á. Thấy ra đi trời. Thấy ra làm gì, đói không cho tiếp ăn chưa nè. Thôi tao đầu hàng. Ê rồi, tự nhiên tao đói bụng rồi. Ừ đúng rồi. Ăn cơm đi. Thôi về, về mình dọn cơm đi ăn đi. Vậy nè. Đúng rồi. Vậy thôi tao khát nước anh rồi. Thả không ra đi rồi về đâu về. Thôi. Ok ha. Không. Thầy Nam, đưa chìa khóa thầy Nam. Em bị què rồi Nam ơi, đây lấy chìa khóa nè. Sao 10 phút lâu dữ ta. Anh Thông uống nước rồi anh Thông. Uống nãy giờ đang khát nè. Nhưng mà còn có miếng à, thôi để em uống luôn chưa. Quá đã. Kệ Ngọc làm về gớt về giỏi kệ uống đi. Ôi, thiệt nha. Tụi mày thả ra đi, tao mắc dữ lắm rồi đó. Kệ mắc ai thì kệ sách này xuống tới được bụi cỏ. Thôi vậy đó à, tao mới được cái mông trọng với nước à. À em nói nghe nè, ngày anh quánh em đúng không? Bữa nay em sẽ trả thù anh. Đây. Kìa. Trời hại vô cơm rồi các bạn ơi. Ủa rồi. Trời sao vui vậy? Nè em. Đây một chiếc. Ủa rồi. Đây nè. Đó. Ôi ông kìa. Cứu em ơi, đi đâu vậy em? Dừng lại đi, dừng lại. Mấy này vô rứt thật chứ. Hởm cho nó ăn cục kẹo chút ba chút. Nó cũng không cứu mình nữa. Anh Thông, tìm cách thoát thân đi, lẹ lên. Lẹ lên thân mà không biết tìm cách thoát thân nữa. Lẹ thoát không có được nè. Sao không được? Có ai thương đâu, mà thoát. Chú ơi, cứu. Chú đó còn mắc đi xịt thuốc nữa. Chúng ta sẽ cứu bằng xe. Chú ơi, cứu, cái này cứu được nè, cứu được. Chịu cứu rồi, chào luôn à. A few moments later. Nãy giờ hơn 10 phút rồi đó. Tao đầu hàng nha. Rồi à, ai muốn nhận gì thưởng gì nhận đi. Tao không chơi nữa. Đó, người ta nói cái miệng này cái thân này nổ chi. Em mới chơi anh thì thôi. Giờ anh có một tí nào mà cứu không thoát đâu. Ok vậy. Biết sao? Sao? Tại anh bị tròn á. What? Đá đụ. Anh quá báo rồi. Anh ơi. Nghĩ sao hổm cho anh em. Mà xin lỗi mà. Em cho tin buồn nè anh Thân. Mày. Cái người mà muốn cho anh á bị cọc y như là con khỉ bị cọc trong chuồng á chính là Ngọc á. Ngọc muốn cho anh vậy á. Ngọc đã phản bội anh. Ngọc đã đâm một cái chí mạng sau lưng anh. Biết sao cái đó là quả báo. Mấy em mình đói quá vậy ăn cơm nhé các bạn. Để anh Thân ở đây chơi gùi với giấy mũi đi. Ủa gọi mấy đặt cam vậy? À quên. Ừ để đặt cam. Gọi sao còn cứu đi anh Thân. Chị phá đâu, chị phá đâu. Nè chìa khóa nè. Ủa chìa khóa đâu? Khóa đây nè. Để cho chìa khóa đây rồi về gì về. Trời ơi. Ủa để chìa khóa làm gì? Thì mở này kìa. Khỏi không mở. Không cho người ta mở luôn, đem về nhà luôn. Kì á. Tao không đói bụng mà. Tao không đói bụng mà. Nè phích nước nè chìa khóa nè. Đây. Em để đây. Người ta cũng thương ta sẽ lấy giùm anh. Bộ có gì thôi. Trời ơi. Chìa khóa. Dạ. Ông Bột quay cứu con. Trời ông Bột về ông later. Ôi ơi, chú ơi, chú. Dừng xe lại. Cố con chuyện này đi. What the fuck? Chú ơi, trời ơi, chúng đeo à. Con đây nè. Oh no. Ngồi quay trà đá nè, chú ơi. Con đây nè. Làm gì đó vậy? Mấy anh đó chơi sức con nè. Trời ơi, chơi gì mà thấy ghê vậy? Không lại để không coi nè.
viết qua cho chú qua kìa. Người này là con không thương nữa, tại vì nãy giờ ra tạm thời giấy sách thì chặn dịch làm gì thấy ghê vậy. Trời đất ơi, chơi ai xích con? Thằng Hiếu Mặt á. Rồi chơi cái trò gì mà gì kỳ vậy? Mấy nó mới đầu là nó kêu là người nào thoát đầu tiên á là thắng 500k. Rồi sao? Rồi sao mà nó xích con trước không xích nó trước? Con thua, đầu tiên con thua một. Rồi tụi nó đâu? Tụi nó về ăn cơm rồi. Con đói bụng mà kêu nó thả không thả. Nó xích con hồi nào tới giờ? Chưa tới giờ luôn. Mỹ thần ơi, rồi khát nước không? Khát chứ. Nó chơi ác, nó chơi dục, nó hút nước bên kia kìa. Rồi nãy giờ có ai đi ngang đây không? Có, còn là rác cổ họng luôn. Mà không ai cứu hết trơn á. Sao về tính ra người ta ở đây cũng thương con quá vậy? Không lấy cho con cái dao hay là cái búa, cái cây gì đập cái ổ phá ra làm gì kỳ vậy? Vậy Út kiếm được. Rồi lỡ rồi Út không đi ngang đây rồi sao? Thì ngủ luôn chứ sao? Trời ơi, nó làm gì nó phá vô cái trụ cầu vậy rồi làm sao mà gỡ ra? Trời ơi, ổ phá gì đâu, về cua về rồi làm gì? Rồi cái vụ gì mà có cái chữ trộm giặt gì á? Có nãy chuối nữa. Mấy con đó nó chơi con á. Hay là con đi bẻ chuối của người ta rồi người ta bắt người ta phá ở đây rồi người ta để cái bảng vậy? Cái đó là vậy rồi. Con từ đó giờ con không bao giờ ăn trộm của ai hết á. Nếu mà con đói á, con có tiền con mua. Còn không có tiền á thì con bẻ 2-3 trái con ăn à. Con cũng bẻ nguyên buồn đâu. Thiệt không đó nghe. Thiệt. Tự nhiên không nghi lắm, ở đây có cọng xích. Rồi đường kia để chữ trộm giác rồi cái nải chuối nữa. Vậy là đi ăn cắp chuối của người ta rồi giác về người ta mới kêu là trộm giác phải không? Mấy anh đó nó vụ quẹn con á. Tụi nó có thấy con ăn trộm bao giờ đâu. Thiệt tình không? Thiệt. Mấy nó chơi con phải không? Dạ. Để Út về tính sổ với nó. Út về Út tính sổ nhanh Út. Chơi gì đâu mà giác dữ rồi trời. Chứ mày tới công chuyện với tao. Chuyện này hen. Bẻ cây quýnh tụi bay no đòn. Mấy cái đứa này thiệt. Út đi trộn cái nhà nó làm gì á? Ủa? Một Phan. Chú không mở chìa khóa mình ở đây luôn ta. Chú không mở chìa khóa mình ở đây luôn ta. Nói đồ. Ngu dữ hả? Chú kẹt ơi, chú kẹt chợ vô giùm con chìa khóa 13 đi chú. Trời. Ủa đâu con? Sắp nè. Nóng, đỡ không bồi gì không? Thì ra cuộc sống này toàn là giả dối. Đó thương mình dữ lắm. Mua cho cây cầu múc có 1,000 à. Giờ bỏ. Người ta xích vậy nè. Đổ nó đâu chơi cái gì á. Giờ không cầu cứu ai hết á. No quá anh em ơi. Đúng rồi. No nè quá vậy gỡ anh gì cho nó. Không căng được luôn đâu. Rồi gỡ đi xích cho thôi vậy đi. Anh đợi rồi. Ủa đâu? Thì chưa nhắc cột hay mà anh còn cầu xích người ta cứu mà. Ủa chị phát cột đó kìa. Hôm nay người ta cắt dây xích đưa anh về. Ôi lỡ không thì vậy sao? Đã hai ông tôi bay rồi. Nãy anh kêu lẹ lẹ đi còn chở anh về. Nãy anh mắc cục sưng nè quá gì. Nãy anh mắc cục sưng nè quá gì. Mẹ mày á, tại mày ham ăn á. Đây nè, đây nè, đây nè. Ủa? Có đi đâu? Ờ tụi bay cứu tao hả? Đúng rồi. Hay quá. Đây, tới giờ phải thả rồi chứ. Đúng rồi. Chiều là ta sẽ mua tụi bay 5 bịch chén. Còn Phan. Ủa? Giờ mình sẽ chào tạm biệt trước nha. Chứ sự an toàn mình đề cao lắm. Sự an toàn mình đề cao lắm. Không đâu. Em khô mà. Ở đây đi. Em ơi, tao giận anh ta đâu. Rồi video cho anh Kỷ của mấy anh em mình tới đây là kết thúc rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Bye. Rồi. Mọi người đừng có tiếc, hãy cho mấy anh em mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em mình. Chào bình luận nha. Giờ mình sẽ thả thằng Kỷ nha. Chứ để hồi tối quá Kỷ đói tội nghiệp thằng Kỷ nè. Kỷ đói tội nghiệp thằng Kỷ nè. Anh hứa nha. Hứa thiệt. Từ đây chưa mở khóa mà. Chạy đi em. Chạy đi em. Chưa mở khóa chạy đi. Từ đây.